Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh Kiện Store. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với tất cả các bạn một trong những con loa đã không quá là xa lạ gì nữa, nhưng mà theo mình thấy đây là một trong những con loa có tính tiện nghi, nhỏ gọn, các bạn có thể mang vác đi đâu bất kỳ. Đó chính là con Malata 9020. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nói sơ lược về con loa này nhé. Thì nó có một cái thiết kế và một kiểu dáng khá là hiện đại, gọn gàng, chắc chắn và độ hoàn thiện rất là cao. Âm ly cao cấp mang lại âm thanh khá là sắc nét và mạnh mẽ. Một chiếc loa di động nhỏ gọn tiện lợi, đó chính là loa kẹo kéo Malata 9020, sẽ là một trong những sự lựa chọn hoàn hảo của các gia đình. Như các bạn thấy thì thiết kế của con loa kẹo kéo này vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng, nó không quá cầu kỳ như những con loa kẹo kéo khác, nhưng không phải là quá đơn giản các bạn nha. Nó đơn giản nhưng mà nó mang lại cho chúng ta một cảm giác rất là sang trọng, bởi vì ở mặt trước của con loa, như các bạn thấy ở hai bên hông, ở phía trên chúng ta có những đường nét mà nhà thiết kế đã cố gắng thiết kế cho con loa kẹo kéo này, nên chúng ta nhìn có vẻ khá là bắt mắt và sang trọng các bạn nha. Ở phía dưới thì chúng ta có một lớp lưới kim loại, và lớp lưới kim loại dùng để bảo vệ lò bát ở bên trong cũng như là tránh bụi bẩn để bám vào. Một điều đặc biệt nữa mà lớp lưới kim loại này mang lại đó chính là có thể giúp âm thanh của chúng ta có thể vang đi được xa hơn. Và đi kèm theo con loa kẹo kéo Malata 9020 này sẽ là hai chiếc micro không dây vô cùng nhẹ nhàng. Theo nhiều khách hàng mà đã sử dụng và phản hồi lại thì họ nói cặp micro này á xài khá là ok, micro hút giọng cũng khá là ngon, cho ra âm thanh của chúng ta thì nói chung là khá là trong trẻo các bạn nha. Đặc biệt con loa kẹo kéo này còn thiết kế là những bánh xe ở phía dưới cũng như là tay kéo vali ở phía trên. Chưa đâu, nó còn có một cái thiết kế tay kéo ở bên hông nữa. Nói chung là nó sẽ có nhiều cái bộ phận để cho chúng ta có thể di chuyển dễ dàng nhất ở mọi địa hình khi mà chúng ta sử dụng con loa này nhé. Ví dụ như là chúng ta lên cầu thang thì chúng ta có thể xách con loa này ở ngách bên hông nào. Còn nếu như chúng ta ở trên mặt phẳng thì chúng ta có thể dùng tay kéo vali để chúng ta kéo cùng với bánh xe. Con loa kẹo kéo này nó có khả năng kết nối với nhiều kiểu kết nối khác nhau, như là cổng USB, SD, cổng kết nối micro có dây, guitar. Và con loa này sử dụng nguồn điện là 220V, DC 15V, 5 nguồn sạc và có khả năng sạc bằng bình ắc quy rồi 12V. Nên là nếu như các bạn đang có hát vui quá và tự nhiên cái loa của chúng ta đã gần hết bình thì các bạn cũng yên tâm, bởi vì chúng ta có thể sạc rời bằng nguồn điện là 12V. Nói chung là con loa này thì đã không quá là xa lạ với tất cả các bạn nữa, nên là mình sẽ không nói nhiều. Và ngay bây giờ mình sẽ test loa thử để cho tất cả các bạn cùng nhau có thể trải nghiệm âm thanh chân thật nhất từ con loa kẹo kéo này nhé. Có lẽ anh và em đã nên dừng lại. Có lẽ anh và em mình chia tay. Kết thúc là điều anh không. Chẳng thể nào thấy